Hai không rồi. Cố gắng nào, quân thì là cửa dưới hoàn toàn rồi, cố gắng thôi. Bên kia chỉ cần con baby đánh chém thủ phủ, con Minwan đánh chém chuyển cung A là mình tịt hẳn. Chúng ta thì hai phù đều về công nghệ là full. Còn bên phía các bạn thì có con Minwan là công nghệ hơi tù một tí. Bài ba voi rồi, với lớp bài mắc rồi đấy, bài mắc rồi đấy, cố gắng đây nào. Ôm bom được một trong hai nhà bên kia, thế này là thế, chắc là thế solo rồi. Ai lo cánh gì đấy, màu 7 đó chính là Sang Club. Vâng, Sang là người cùng cánh với lại V lớp. Không biết là quân thì em cập nhật chuẩn chưa anh em ạ, không biết là chuẩn hay chưa. Thì lúc nãy thì em cũng nhìn thấy là Min Baby thôi, không biết là ai là người cầm Min, ai là người cầm Baby Lon. Quân thì là bên kia là quân thì là Min Baby là chuẩn rồi, nhưng mà người cầm thì chưa chắc nha anh em nhá. Sẽ đẩy dân xuống để ăn cái bãi quả này. Cái e đóng như vậy là kín rồi. Nếu bạn có lên ăn chanh thì cũng chỉ ăn được 3 cái quả bên kia thôi. Mình ăn được chọn 6 cây luôn. C2 thắng trận nào mà 2-0 á? Thắng rồi anh ơi, 2-0 tỷ số đúng rồi mà. Trận đầu thì đội bạn quýt luôn. Đội bạn là... trận đó là trận 2. À đâu? Ừ, có một trận đội bạn quýt sớm đấy. 2 Greg thì phải. Thì đội bạn quýt sớm. Và trận vừa rồi là trận mình thắng đấy. Em chào bác Hào Nguyễn nhá. Chuyên môn không để ý, cứ nói nhảm. Vãi cả trưởng, em không để ý nhưng mà ít nhất thì em vẫn cập nhật tỷ số đúng. Còn anh để ý thì anh chả biết thắng trận nào mà hay không. Cho nên anh đừng chê em. Anh cũng đã để ý tập trung đâu mà anh chê em. Anh xem kiểu gì mà thắng 2-0 lúc nào chẳng biết thì mà dám chê người bình luận bảo là không để ý. Đúng không? Anh em thấy đúng không ạ? Cái người không tập trung đi chê người tập trung. Đang đóng nhà điều kiện đến từ màu 7 game thủ Sang Club này. Có tê rồi. Tìm vàng của họ đi. Kè nè luôn ở bãi vàng. À chà, đập rất rát kìa. Có giáp nhưng mà khoại. Có giáp nhưng khả năng vẫn chết thôi. Đang hơi bị rát bãi vàng một chút. Thêm một A nữa. Ờ, như vậy là có chem. Màu 7 Sang Club là người cầm Baby Lon. Con T này khả năng tiếp theo con T này sẽ chết thôi. Oh,
Cố gắng ôm lấy con baby lò này. Tạm thời được 17 đã phải bỏ cái hốc này rồi, không ăn được vàng. Có ăn được thì cũng chỉ ăn được một lượng vàng vừa đủ để sóc khá ít cho em. Ở phía trong thì bạn vẫn đang khá nhiều dần. Chúng ta đã có 4 con tê, 5 con tê, 6 con tê. Có phù, bắt đầu có phù. Con tê có mới tới được vào nhà P, à con P hay không? Xong toàn tê. Chém nó rất khắc tê nghe, tê đã có giáp thì chém nó rất khắc. Phù đang đứng ở phía trong rất khó chịu. Bên này thì game thủ Simang cũng đang cố gắng để mà công lên trên nhà của game thủ Gunny. Gunny xin quẩy. Quân này quá khó. Chúng ta đã lọt vào trong cái lỗ của bạn rồi. Như vậy là cả hai cánh đều ôm thành công nhá. Đội bạn đã phải bỏ hốc rồi. Tham lai là 20 dành cho màu 4 game thủ club này. Thấy bãi vàng mới của màu 7 sang club. Đóng lờ ở nhà, không cho sang ăn vàng. Tiếp tục ăn vàng ở cái vị trí này. Vâng, phù đi kìa, màu 2 game thủ Chí Mang cũng đang đẩy phù sang. Bỏ à. Đây là một cái khu vực mà đang có rất nhiều dân của game thủ Sang Club ăn vàng ở phía trong. Baby Lo là phù tuyển nhất ở trong cái trận đấu này rồi. Hai con phù đang đứng ở phía trong nhá. Bắt đầu có trọng đơn. Để bạn để hết vàng để được bạn sóc phù. Bạn có gỗ có thực của bạn sau sụp đơn. Vâng, màu 1 game thủ Gunny đang tạt sang bằng một con chém. Bò ruộng vào. Đây là Simang. Tham lai là 21-36. Đây là bãi quả mà màu 1 game thủ Gunny đang ăn đây này. Đóng lờ một, đóng thêm một lờ ở nhà nữa. 23 đó là tham lai thuộc ở thời điểm hiện tại. Có phải e được không? Không có gỗ để mà phải e chứ. Không có gỗ để mà phải e. Oh,
7 đã tụ được một lượng quân khá đông rồi đấy. Sau đó thì bao gồm những con chém thu được và những con sọc lơ không sóc đến từ mẫu 7 sầm đi lo. Có cả T nữa này, T này cũng là T phủ được này. Có phủ công lên. Đi lo vào đây phủ bá quá. Hay đấy, lúc đầu là có một chút lợi thế thì ôm bom khá tốt. Càng đánh về lâu về dài thì các bạn có phù, các bạn sẽ công khi mà các bạn phù được những con ngựa chém nhạy cảm thì các bạn sẽ công ngược, dần dần sẽ công ngược. Quá nhiều phù trong tay của thêm thủ sang club, quá khó để mà khoai, quá khó để mà giành chiến thắng. Mà thế trận khoai thì thằng Mai Tuấn vẫn còn 13, bây giờ xi măng thằng này 30. Nhưng mà con người đấy bên kia của xi măng cũng bây giờ đang to, nhưng mà to với những do là chưa bị công và thậm chí là chưa tạt nhiều sang bên kia, chứ bây giờ có tạt thì cũng thế thôi, cũng chẳng khác gì với lớp cả. Và cái thế này thế Greg bị khóa mõm. Rất nhiều phù của đội bạn, chúng ta đang kéo T vào trước. Chúng ta mất một con T, hai con T. Và mẫu 7 bắt đầu tạt. Chúng ta đang công mẫu 7 thì mẫu 7 cũng tạt sang. Mẫu 1 cũng đang có phù ở trong này. À, mẫu 1 cũng đang có dân vàng ở trong này. Và phù cũng đang đóng rất nhiều. Đội bạn đang ôm lấy nhau để ăn hai bẫy vàng. Quá. Cố gắng để mà chém càng nhiều dân càng tốt. Tạm lại tụt xuống 18. Mẫu 4 tiên thủ với lớp đang xuất hiện này. Mẫu 7 đã có một lượng quân rất đông đang đi công. Tạm thời quân này là mình thổi được bay cái hốc của mẫu 7. Nhưng cái lượng quân của mẫu 7 còn lại đang cực đông. Tạm lại nữa là 19, tổng tham ta sấp xỉ 35, 36. Ta đang nở lại đường tham. Còn những con ngựa chém của ta đang bị vẫy bởi những con phù thủy của mẫu 7 sang lắm. Ta vừa mất một con, mất con thứ hai là mất hai con như thế này. Tham Lai tụt xuống 19. Bên này thì game thủ xi măng cũng đang có một tham Lai là 15 thôi. Bây giờ đội bạn điên hoang. Phù thủy đang kéo về bằng đội bạn không để ý này. Bắt nhanh được ba con phù, ba tham phù của mẫu 7 game thủ sang lắm. Mất một con chém. Tổng tham 30 của chúng ta. 0, 34, 36. Cố gắng lên. Còn 1, 2 đơn vị tê lẻ, bắt nốt. Đây là một cái vị trí mà có rất nhiều quân. Và đây có bãi vàng. Con người giò là khá ít máu. Oh,
Ơ, rõ ràng là tôi vừa thấy hai con phù này này đã vẫy cái gì cơ mà. Vâng, trời ơi, thôi khó, quân này thì không thể cố được. Quân này lúc đầu đánh như vậy là tốt đấy, nhưng mà về sau thì thôi, chấp nhận rồi. Cuộc sống vất vả, tỷ số là 3-0 ở trong trận đấu này. À, tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ tư. Quân xấu quá, hai Greg. Xấu quá, khó cưỡng. AC. Quả thấy luôn. Greg Summer, mình 2 AC đúng không? Rồi, quân cửa trên rồi. 2 AC. Quân khá đẹp. Bên phía bạn là Greg và Summer. Greg của game thủ Gandhi và Sumerian của Sang. Em chào anh Mạnh Hà nhá. Em chào anh Hữu Thiện nhá. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư ở trong trận đấu này. Chưa có gì anh em ạ. Mở mắt thấy quả đầu gần, chưa có gì. Đây là Velop. Rồi, 6 con về rất nhanh và gọn. Sẵn sàng nhà chính. Có vẻ như hiệu này siêu gần. Ok anh Mạnh Hà, cảm ơn anh. Vâng, bài Zidane chưa có nhiều đồ. Ngoài bảy nhu đầu ra chưa có gì. Bên kia thì game thủ xi măng lúc nãy thì cũng chưa thấy gì. Bên bây giờ đã có cái gì chưa? Quân thì đánh thoải mái, quân đánh cả đời luôn. Nhưng mà bài vở như nào, nhưng mà có quả phụ thôi. Ad đầu thiết kế cũng là tương đối là ổn khi mà không có đồ lùa về, cho nên ép gỗ. Hai đồ được nhìn thấy đó là bầy hiêu bãi quả. À, hai bầy hiêu. Hai bầy hiêu và quả phụ. Đủ đồ theo dạng phải phụ thuộc vào hiêu thì mới đủ. Chứ còn hai hiêu 4 thì vẫn đủ nhưng mà yếu. Quả đầu 7, quả phụ 6. Không, quả phụ 5 thôi. Quả phụ 5, quả đầu 7. Vâng, trả đũa 3-1 đi. Bác ơi, trả chứ phải trả nhá. TR. Mình lớn rồi, mình cũng phải cố gắng là hoàn thiện những cái kiến thức cơ bản anh nhá.
Zook, Zook on top. Omen. Isolar ring. Omus. Bởi hiệu 6 con đến từ game thủ xi măng vừa được xử lý gọn ở cái chiếc BS này. Cái cạnh với bãi quả phụ là một bầy hiệu khác. Không biết là mấy con thì chưa biết nhưng mà... Trận này chúng ta chỉ ép với 2 hiệu và 2 quả thôi. Xem về lớp nào. Đây là BB. Đây sẽ là những cái nhà điều kiện của chúng ta để có thể kích đời. AC Dan 25 dân trong tay của game thủ Velop. Bộ bài Velop sẽ đánh chém kích 10 tròn bài này. Ok, 10 tròn đến từ Velop. Mang bài này sẽ kích trong 10 thôi. Lượng thịt đã đủ rồi, đã đợi hóa đời. Vlog đang bị công tê. Vlog đang bị công tê lên này. Vlog nhìn thấy nhà BA của game thủ Gani. À của game thủ Sang Club Sumerian. Dân Summer anh em ạ. Cả voi lẻ kìa. Dân Summer chạy chát quá. Chúng ta thì đang cố gắng đuổi theo con tê của các bạn. Đây là những cái bãi gỗ mà màu 7 từ Sang Lắp đang bo ở cái vị trí ở phía trong. Bài lớp thì là khá đẹp rồi. Bây giờ thì chỉ có ăn mới là chém thôi đấy. Liệu rằng có chém chết được một ai không? Gặp ngay con Summer không chém được nhiều. Bên này thì game thủ xi măng thì cũng đang bị đì. Xi măng thấy nhà Gani nằm ở hướng phía 8 giờ. Cung giờ đã nở ra rồi. 4 là cung giờ nở ra. Vâng, đếm máu và bắn vào con hết máu. Bốn cung rồi, Zidane bắn rất rát. Đối nhà thành công. Vlog vẫn chưa tạt té được sang bên người cầm chém bên kia. Và cái bãi gỗ của màu 7 thì bắt đầu bị lục. Họ sẽ phải e chạy. Vlog đang phải e tốt. Và họ không để ý. Họ đang bị chém rất nhiều dân gỗ trong tình huống này. Nếu như đây không phải là dân xăm nhá, thì tôi đảm bảo luôn là anh em là trận này thì Sang Club gần như là fit hẳn rồi.
ngay lúc đầu cơ, không nói gì đến bây giờ. Alo. Sao? Tham này 30 dành cho game thủ Velop. Ấy, đừng đít. Vâng, vừa có một cơn giật nhẹ. Rồi, như vậy là Gunny quyết và tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ bước sang trận đấu mới, trận đấu thứ 3. 3-1. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo nha anh em. Trận đấu đầu tiên trong trận đấu mới, trận đấu thứ 3. Sau 2C thì hòa C vào trận. Vâng, cho Son Fo là quân bên phía đội bạn. Cho Son Fo đó là quân bên phía đội bạn. Chúng ta là mark của game thủ Velop. Hai mark cho Son Fo. Quân đánh được. Mark chó Son của Gunny và Fo của San Clú. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu mới, trận đấu thứ 3. Và đây là một nơi đất xanh mượt, có đầu xá thế nhở, một nơi hơi xa đấy. Xi măng và lớp ngồi xa nhau anh ơi. Đánh on mà, đánh on thì bây giờ dịch giã này thì làm gì cho ngoài đường làm gì di chuyển thuận tiện đâu anh em. Cho nên là nhà ông nào ông ngồi thôi. Còn có thể sẽ liên lạc với nhau bằng bằng các cái biện pháp hỗ trợ. Giả sử như thế là gọi bằng phần mềm Messenger hoặc là Zalo hoặc bất cứ cái phần mềm nào. Bây giờ thời kỳ 4.0 rồi, thiếu gì phần mềm để hỗ trợ đâu nhé. Chẳng là có 4 hay không thôi chứ. Mark C trong tay của màu 4